Thôi Entertainment xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ có hai bộ đồ chơi gút rổ, một bộ màu đỏ và một bộ màu xanh. Để Cúc hỏi coi là Khôi thích bộ nào, mình sẽ lấy bộ đó mình review nha. Khôi ơi, bây giờ mình có bộ đỏ nè, mình có bộ xanh nè, bây giờ Khôi thích bộ nào? Ok, vậy bây giờ Cúc sẽ làm ảo thuật. Khôi ơi, bây giờ Cúc sẽ làm ảo thuật để cho bộ màu xanh biến mất nha. Wow, bộ màu xanh đã biến mất tiêu rồi. No, mình thích chơi màu xanh. Ồ, vậy là bây giờ Cúc phải hiện bộ màu xanh ra đúng không? Ok, vậy bây giờ Cúc sẽ làm ảo thuật để cho nó hiện lại nha. Wow, Khôi ơi, bộ màu xanh đã hiện ra rồi kìa. Bây giờ mình cùng nhau chơi thôi. Hay quá vậy ta. Rồi, ok. Giờ mình để bên đây. Để sắp vô. Rồi, tới Cúc nha. Wow, Cúc mình để bên đây nè. Thôi, Cúc mình để đây. Đúng rồi. Lấy ra được từ. Ok, yeah. Hay quá. Woo! Ô, nó cứng quá. Ở đây nè. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Cái này dễ bị cứng nè. Ừ, cái đó cứng quá. Thôi, cô không lấy cái đó được. Trời, cái đó đấm. Để Cúc coi coi. Cúc ơi, nó cũng vậy à. Không ở dưới nhé. Ý, có rồi. Lấy ra. Nặng dữ nha. Nặng dữ lắm. Ừ, nặng lắm nè. Nghe thấy nó kêu ngon. Cái nãy đó, lấy cái nãy á. Lấy cái hồi nãy á coi. Cái này hả? Hay quá vậy ta. Tới Cúc nha. Mình để bên đây. Anh Cúc bỏ trong đây. Ồ, sao cái nào cũng cứng hết vậy ta? Cứng lắm à. Ừ, sao cái nào cũng cứng hết đó. Mẹ bớt nó muốn có xe. Tiêu rồi. Không được rồi. Giờ làm nè, bên đó. Đây. Tới Cúc. Được. Ok. Được nghe. Thấy nó đau không? Thấy nó chứ. Dưới. Tên tên. Hồi hộp quá. Đúng rồi. Từ từ thôi. Yeah. Cúc mà để ở giữa này đi. Trời ơi, chơi khó tôi ghê vậy đó trời. Rồi. Tới lượt tôi. Chịn không phì phì có. Nó một sở này, nó cả đây nè. Để nhẹ nhẹ thôi nè. Cứng quá. Gõ vậy nè. Còn không, gõ cái khác đi. Thôi giống như là con chim gõ kiến vậy. Được không? Ổn không? Nó cứng quá. Không ổn à. Chắc cái này được nè Khôi ơi. Chị gõ từ từ đi. Làm con chim gõ kiến đi. Đó, wow. Ra rồi kìa. Wow. Rút nhẹ nhẹ thôi nha. Nhẹ nhẹ thôi. Dành một cái xin nó cứng à. Không sao đâu, rút từ từ nó ra. Cúc phải giúp con, nó hơi cứng. Rồi, cô Phi, Khôi rút đi, Cúc đẩy ra cho. Rút từ từ ra. Cứng quá. Đây. Cứng quá vậy. Yeah. Rồi không được, thôi mình thử cái khác đi. Có lệnh. Ouch. Mình bị úp rồi. Rồi tiếp đi, để tiếp đi. Gõ tiếp.
nổ. Nó ra được rồi, chút xíu rồi kìa. Cúc ơi, nó nặng quá. Nè, cái tay của Cúc dài hơn rồi, Cúc đẩy đi ha. Nó chặt quá. Ngồi đây không có cái thế gì hết trơn. Có đúng không? Đắp nữa. Cái rồi. Chừng nó bị dớ. Không sao đâu, không sao đâu. Không sao đâu, kệ nó đi. Rồi thôi, đẩy xíu ra đi. Đẩy xíu dạ. Gút ra là được rồi đó. Gút ra là được rồi đó. Dạo. Nó cũng vậy. Tên tên tên. Rồi. Hay quá, để lên đây nè Khôi ơi. Khôi ơi. Sao mà nhiên dữ quá giờ. Nhiên dữ. Nhiên dữ à. Đúng rồi. Yes. Đúng rồi. Biết cái gì mà đúng rồi. Yes. Chị nghĩ coi, bây giờ lấy cái nào. Cứng quá. Cứng quá. Let me go on the side. Here. Let me try. It's gonna work. Thôi lấy cái, thôi lấy cái giữa nè. Thế nó cũng bị kẹ. Kẹ nó đi, kẹ nó. Thế nó nghi nè. Lấy cái giữa nó nghi nè. Đó. Hay quá. Bọc vào đó. Rồi, để lên đây, đến lượt tôi. Đến lượt Cúc nha. Hồi hộp. Nè, đi ra được nè. Ủa là cái này là lượt của Cúc hay lượt của Khôi? Nè. Ồ hay Cúc. Hả? Rồi bây giờ tới Khôi rồi, rồi Khôi chơi đi. Con đưa cho Cúc. Em đưa Cúc đi. Thank you. Lấy đi chứ. Đó, rồi bây giờ tới Khôi kìa, Khôi chơi đi. Wow. Super. Bùm. Nó này. Nó cũng bị giật. Rõ đúng rồi. Rõ cái nó đi. Đó nó ra rồi chị Khôi ơi. Đúng rồi. Khôi lấy tay rút ra Khôi. Nó bị hơi nghiêng nghiêng quá. Ôi kệ nó. Bỏ lên đi. Hiền quá Khôi ơi. Mình lên. Chà, cái nào cũng cứng hết vậy ta. Ui. Chết rồi. Không được rồi, không ổn rồi. No. Không được rồi, kỳ này Cúc thua chị rồi. Con thắng dữ. Đây sẽ thắng dữ. Khó quá mấy bạn ơi. Khó quá Khôi ơi. Nó hơi khó lắm ạ. Chết rồi, kỳ này chắc nó nhẹ thiệt đó. Để Cúc đẩy coi.
I am the best. Ôi hổng. Lẹ lên. Cái gì vậy? Nó mới rớt xuống phải không? Vậy là ai là người chiến thắng ta? Có. Yeah. Ủa vậy Cúc thua hả? Thua. Buồn quá. Buồn quá. Tự nhiên cái mà thắng à. Thì thắng rồi, mình thắng bị tự nhiên con thắng. Chán quá. Ăn là đẹp. Trời buồn quá. Nay rồi, tưởng đâu là thắng thôi. Ai về đâu là bị thua. Thôi bây giờ không chơi nữa, mình sẽ kết thúc chương trình ở đây nha Khâu ơi. Thôi ơi, coi như là chương trình review trò chơi hôm nay là kết thúc rồi. Thôi ơi, chào các bạn đi. Chào các bạn đi. Bye bye các bạn. Đẹp. Chào các bạn đi kìa. Chào các bạn. Hẹn gặp các bạn phần sau. Hẹn gặp bạn phần sau. Các bạn ơi, hãy like, share và subscribe kênh của Cúc và Khâu Y để mình có động lực làm thêm những cái clip khác nữa nha. Xin chào tạm biệt.